Xin chào các bạn, đây là sân Hoàng Đế, thủ đô Hà Nội. Trước chúng ta là trận đấu giữa hai đội Viettel và Sông Lam Nghệ An. Một đội sức rất đáng chú ý ở vòng 13 của Nai Úc V-League. Hiệp 1 đã bắt đầu. Hiệp 1 đội chủ nhà Viettel bảo vệ cầu môn bên trái của các bạn. Đội xuất phát của chủ nhà Viettel gồm có số 2 Phan Tuấn Tài, số 3 Nguyễn Thành Bình. Giovanni dứt điểm chân trái. Cú ra chân tiếp theo rất nhanh. Đó là Nhâm Mạnh Dũng. Nhâm Mạnh Dũng và Giovanni đang là bộ đôi tiền đạo của câu lạc bộ Viettel. Viettel vẫn đang thi đấu với chiến thuật 4-4-2. Sông Lam Nghệ An là 3-5-2. Đường truyền của Thế Nhật. Đình Hoàng. Không vào. Tình huống rất nguy hiểm trước cầu môn của Nguyên Mạnh. Ala Olaha là người áp sát cầu môn. Những pha tấn công từ hai cánh của Sông Lam Nghệ An luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Nhâm Mạnh Dũng, Hoàng Đức, Giovanni không vào. Bóng sang chân phải nên Giovanni xử lý bị gượng, rất đáng tiếc. Những phút vừa qua Nhâm Mạnh Dũng thường xuyên đá lùi để lôi kéo sự chú ý của các cầu thủ phòng ngự Sông Lam Nghệ An. Rất đáng tiếc cho tình huống này. Giovanni là cầu thủ chơi theo kiểu một que, hầu như chỉ dùng chân trái, chân phải rất gượng. Bóng được chuyền lên cho Giovanni, rất hay. Penalty. Một đường truyền thông minh, Giovanni trả chấu hợp lý và thủ môn đã phải phạm lỗi. Pha bóng diễn ra rất nhanh. Thẻ vàng dành cho thủ môn Văn Hoàng là chính xác. Theo luật mới nhất thì khi đã có penalty, thủ môn sẽ chỉ phải nhận thẻ đỏ nếu phạm lỗi gây ra thương tích, có thể gây nguy hiểm với đối phương. Sẽ là thử thách dành cho thủ môn Văn Hoàng. Thủ môn cao 1m82. Giovanni rất gọn gàng và quyết đoán. 1-0 cho Viettel. Bàn thắng rất quan trọng với Viettel vào lúc này, khi mà đội bóng của huấn luyện viên Bai Ji-won chưa có được phong độ tốt. Đây là trận đấu thứ hai của Sông Lam Nghệ An ở sân Hàng Đẫy ở mùa giải năm nay. Trận đấu trước họ thua Hà Nội với tỷ số 1-2, mặc dù dẫn bàn. Mario Aket, Phan Văn Đức, Oseni xoay người dứt điểm. Pha xử lý bất ngờ của Oseni. Oseni là cầu thủ đã từng thi đấu cho nhiều đội bóng ở Việt Nam. Oseni từng là tuyển thủ Nigeria vô địch U17 thế giới. Để sơ hở vẫn có những thận trọng nhất định. Nguy hiểm. Sút bóng. Rất đáng tiếc. Sau pha xử lý của Aket, Phạm Xuân Mạnh đã có cơ hội dứt điểm. Xuân Mạnh lúc này đã khỏi chấn thương và đang có phong độ rất tốt. Huấn luyện viên Hải Biên vừa phải nhắc nhở các học trò. Một tình huống mà cầu thủ Viettel đã để cho đối phương có khoảng trống.
những pha xử lý khéo léo của Mario Arquette, đã chơi rất tập trung. Nguy hiểm, quả phạt góc rất nguy hiểm, bóng đi ngang trước cầu môn. Và đó cũng là tình huống cuối cùng trong hiệp 1 của trận đấu giữa Viettel và Sông Lam Nghệ An. Đường chuyền của Hoàng Đức cho Guevane, rất thông minh. Guevane đi vào trong, rất tiếc là không vào. Pha bóng chớp nhoáng của Viettel. Tình huống làm chúng ta nhớ đến hiệp 1 khi mà Khắc Học chuyền bóng cho Guevane và anh đã kiếm được một quả penalty. Câu lạc bộ Viettel về cơ bản đang thi đấu với siêu chiến thuật 4-3-3. Tuy nhiên Hoàng Đức và Nhâm Mạnh Dũng đều cơ động. Đã có tiếng còi. Olaha Bosini vẫn đang cho thấy sự nguy hiểm của mình. Olaha đúng là đã việt vị. Một pha phối hợp giữa Olaha Bosini. Có lẽ người việt vị là Oseni. Olaha Upu. Bóng đi không trúng đích. Ola là mỗi tiền đạo có thể hoạt động độc lập. Không chế bóng gọn gàng, sau đó cố gắng tìm cho mình cơ hội. Rất nhịp nhàng. Đường chuyền của Đinh Hoàng, đánh đâu? Không vào. Bóng đi chạy cầu môn, rất đáng tiếc. Đó là pha Văn Đức. Văn Đức đã có 2 bàn thắng ở mùa giải hôm nay. Trận đấu ngày hôm nay anh tiếp tục thi đấu xông xáo và vừa rồi đã có một cơ hội rất đẹp. Phan Văn Đức sút đều 2 chân và chơi đầu cũng tốt mỗi khi có cơ hội. Không vào. Bóng đi chạy cầu môn. Mưa bắt đầu nặng hạt trên sân vận động Hàng Đẫy. Văn Hào. Sút bóng. Cú đá chìm của Văn Hào. Văn Hào từng là một trong cầu thủ hay nhất trong lứa cầu thủ của mình tại Viettel. Từng là thành viên U20 Việt Nam dự World Cup ở Hàn Quốc. Rất tiếc là sau đó Văn Hào gặp phải chấn thương. Hoàng Đức. Vẫn là Hoàng Đức. Có thể đi lên và sút ngay. Dứt điểm. Đúng là như vậy. Tuy nhiên đã không thắng được Văn Hoàng. Hoàng Đức đã xử lý rất hợp lý. Hoàng Đức đá phía sau trung phong, tỏ ra rất lợi hại. Anh có thể thoát pressing, tự mang lại cho mình cơ hội. Oseni rất mạnh mẽ, cú đá từ xa. Đã là phút thứ 88 của trận đấu. Pha bóng rất nỗ lực của Oseni trong vòng vây của các cầu thủ Viettel. Hoàng Đức đỡ bóng rất gọn. Dứt điểm. Bóng từ từ lan vào cầu môn. 2-0 cho câu lạc bộ Viettel. Và có thể đây là dấu chấm hết của trận đấu. Chắc chắn là như vậy rồi. Đã là những giây cuối cùng. Thêm một trận đấu rất hay của Hoàng Đức. Hoàng Đức lúc đầu đá lùi, sau đó do yêu cầu chiến thuật thường xuyên phải dâng lên. Hoàng Đức đã thoát pressing, tự mình tìm kiếm những cơ hội với lối xử lý bóng tinh tế gọn gàng. Đỡ bóng chân trái rất dính. Một pha xử lý hoàn hảo, rất nghệ thuật của Hoàng Đức. Đương kim bóng vàng Việt Nam vẫn đang đạt phong độ rất cao.